các bạn ơi, cái vị trí La Vita Cham nó rất là đẹp nha các bạn. Các bạn có thể nhìn ra sau lưng mình này, các bạn có thể thấy một cái đường ga metro nó chạy ngang cái dự án mà sát cái dự án của mình luôn này. Các bạn nhìn qua cái đường metro, các bạn có thấy một cái dự án nó màu cam cam chắc chắn không? Đó là cái dự án Chín View, cũng là của công ty Hưng Thịnh luôn nha. Và bạn nào muốn coi về cái dự án Chín View này thì mình có để cái đường link ở phía dưới này, mình có làm cái clip về dự án Chín View này. Ở nước ngoài các bạn, những cái dự án nó sát ga metro nó rất là có giá nha. Ví dụ trong khu vực thì những cái dự án nó gần cái ga metro á, nó có cái giá nó phải cao hơn những cái dự án mà nó không gần ga metro tới 30%. Và cái xu hướng tăng giá ở những cái dự án gần ga metro nó cũng rất là rõ rệt. Điển hình là các bạn có thể thấy là cái giá của La Vita Cham so với cái thời điểm mà mở bán cho tới bây giờ thì nó đã chênh lệch tới 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 trên một căn này. Rất là ghê phải không các bạn? Những người nào mà mua La Vita Cham từ thời điểm đầu thì giờ đang nhịp giò, đang sướng. Hoặc là cũng đang tiếc khi mà bán sớm quá. Gió thổi rất là mạnh này. Cameraman có thể quay lại mấy cái cây này. Các bạn có thấy gió thổi mạnh không? Các bạn có thấy gió thổi mạnh không? Rất là mạnh. Tức là buổi tối khi các bạn đi làm về, chúng ta xuống hồ bơi, chúng ta nhảy xuống hồ bơi, chúng ta tắm một cái và đi một vòng đây thì bao nhiêu muộn phiền trong một ngày nó đều mà hết. Ở đây thật là tuyệt vời phải không các bạn? Đó là căn hộ La Vita Cham. Các bạn đi theo mình nha. Sau lưng mình là hồ bơi này các bạn. Cái hồ bơi này thì chúng ta phân ra thành hai phần. Các bạn có thể thấy cái phần lưới nó là ngang vậy này. Thì ở cái phần nửa cái mặt bên này thì chúng ta dành cho những bạn nhỏ, những bạn thiếu nhi. Và cái mực nước ở bên này thì thấp. Còn cái mực nước ở bên kia sâu hơn thì dành cho những người lớn. Tiếp tục. Cái đèn này các bạn này, nó giống như là cái đèn LED trong những cái khu resort á. Bạn nào đi nghỉ dưỡng ở những cái khu resort rồi thì coi ngoài hồ bơi nó sẽ có những cái đèn lung linh buổi tối này. Đẹp lắm nha. Nhưng mà tiếc là hôm nay mình phải về sớm. Nếu bữa nào mình quay lại buổi tối thì mình sẽ quay cho các bạn biết là hồ bơi buổi tối nó lung linh như thế nào nha. Đầu tư thì Hưng Thịnh còn rất là nhiều dự án đang mở bán cho các anh chị mua để đầu tư. Các anh chị cứ gọi cho mình qua cái số mình để dưới này này. Đó, và mình sẽ tư vấn thêm cho các anh chị về một số dự án của Hưng Thịnh đang rất là hot ở cái thời điểm hiện tại bây giờ. Đặc biệt là cái dòng căn hộ La Vita. Hiện tại là Hưng Thịnh nó có tới 3-4 cái dòng La Vita đó các bạn. Đang cái nào rất là lợi. Từ cái thời điểm mở bán cho tới lúc mà giao nhà. Khu vực hầm để xe rất là rộng nha các bạn. Mình quay một vòng 360 độ lần này. Rộng miên man. Cái tầng hầm là nó thông suốt 4 lốc luôn. Và ngoài ra thì trên tầng 3, tầng 4 nó còn cái bãi để xe nổi trên đó nữa. Không thiếu chỗ để xe. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi clip nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành.